chào các bạn đã quay trở lại với kênh bim bim bắp bắp và truyện ma bắp độc với một bộ truyện mới có tựa đề là tết ở làng địa ngục của tác giả thảo trang nếu mà bạn nào à, thích những cái dòng truyện ma về phía kinh dị điều tra vụ án mà mang về cái mảng mà bên kinh dị rùng rợn máu me be bét đó các bạn thì đây sẽ là câu chuyện dành cho các bạn thì thường thì bắp để ý là cái gu chuyện của bạn Thảo Trang á, là về phần tâm linh nhưng mà kinh dị nó nhiều hơn là cái phần tâm linh à, Vì vậy cho nên bắp mới có một cái lời giới thiệu như vậy Và đặc biệt là kinh dị tâm linh nhưng mà có điều tra vụ án nữa nha các bạn à, Và giống như là tựa đề thì đây sẽ là một cái câu chuyện xoay quanh về một ngôi làng có một cái tên khá là đặc biệt Đó là làng địa ngục và rõ ràng là tết ở làng địa ngục thì những cái sự kiện kỳ bí có lẽ sẽ xảy ra ở dịp tết và cũng giống như là mọi khi để đảm bảo sự chân thực nhất khi mà bắp review để bà bắp nhận xét cái câu chuyện này thì bắp sẽ cùng với các bạn đọc từng tập một và bắp không biết tập kế tiếp sẽ diễn ra như thế nào chúng ta sẽ cùng với nhau đoán những diễn biến xảy ra cũng như là nhận xét về một số nhân vật ở bên trong cái câu chuyện này đối với tác giả thảo trang thì mỗi một hồi truyện sẽ là một tập truyện trên kênh B B B và trong tập ngày hôm nay sẽ có một phần mở đầu đặc biệt là để giới thiệu cho các bạn biết là a à, tại sao lại có cái làng địa ngục và câu chuyện sẽ xoay quanh những nhân vật nào. Bây giờ bác sẽ không nói nhiều nữa, sẽ đi ngay vào trong tập đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay. Tết ở làng địa ngục, tác giả Thảo Trang, phần mở đầu. Thương em anh cũng muốn vô, sợ truông nhà hồ, sợ phá tam giang. Phá tam giang ngày nay đã cạn, truông nhà hồ nội tán cấm nghiêm. Cho đến tận bây giờ, nhiều người dân ở miền trung nắng gió vẫn còn thuộc lòng những câu thơ ấy nhiều qua có vẻ đơn giản, nhưng chẳng mấy ai biết được rằng đằng sau những câu thơ đó lại ẩn chứa khoảng ký ức về một thời kỳ kinh hoàng. Trung nhà Hồ trước đây vốn nằm tiếp giáp với hai châu Đại Lý và Minh Linh, này thuộc quản Trị. Thổ trước nơi đây vốn là một vùng đất hoang vu hẻo lánh cây cối bạc ngàn, cỏ mọc cao quá đầu người. Nhắc đến Trung nhà Hồ, người dân quanh vùng đều run rẩy sợ hãi. Cái họ sợ không phải là bãi đất hoang sơ, cỏ mọc âm tầm nhiều rắn rết thứ khiến họ khiếp đảm bởi nơi đây chính là sao huyệt của một băng cướp rất nguy hiểm. Dân gian quen gọi với danh từ Thảo Khấu. Câu chuyện xảy ra vào thời nhà Nguyễn. Khi ấy, trường nhà hồ nổi lên như một địa danh khét tiếng. Hệ cứ ai đi qua đó thường bị bọn cướp bắt bớ, giết chóc, trấn lột của cải, đòi tiền mãi lộ. Có gia đình buôn tơ lụa người miền ngược đi ngang qua, nhưng khẩu cũng phải lên đến cả trăm người cũng bị bọn cướp giết sạch, rồi tẩu tán đóng tơ lụa đi khắp nơi người ta kể lại rằng hơn trăm mạng người của gia đình buôn tơ lụa bị giết hại một cách dã man người bị chém lìa đầu người bị đâm thấu tim lại có người bị đâm lòi bụng sau cần giết người tàn bạo ấy máu nhuộm đỏ cả đất đứng cách xa mấy dặm đường vẫn còn ngửi thoang thoảng mùi máu tanh đám cướp cạn chém giết gần hết gia tộc nọ nhưng nghe đâu còn sót lại người vợ đang mang bầu của ông chủ buôn tơ không ai có thể hiểu nổi làm thế nào mà một người đàn bà bụng mang dạ chữa lại có thể trốn thoát. Dừng trong vùng suy đoán, có thể thì đã lẫn trốn vào đám lâu sài âm tâm, rồi ẩn nấp ở đó chờ đám cướp rút lui mới tìm đường đi trốn. Không ai biết người đàn bà bụng chữa đã đi đâu. Cứ như thể thì đã bị tan biến khỏi mặt đất. Từ sau vụ cướp đẫm máu ấy, danh tiếng của trung nhà hồ cứ như thế lớn dần. Không còn ai dám qua lại nơi đó nữa. Phần vì sợ cướp, phần vì lời đồn đại những bóng ma màu trắng toát bay phất phơ qua lại trên ngọn cây, mặt nước vào những đêm mưa gió. Dân trong vùng bảo là đó là oan hồn của đại gia đình buôn tơ lụa bị bọn cướp giết ngày nào. Lúc bấy giờ có một vị quan nội tán triều Nguyễn tên là Nguyễn Đăng Khoa, nổi tiếng thông minh tài giỏi. Quan nội tán biết được mối lo sợ của dân chúng, ông bèn tìm cách dẹp tan băng cướp lộng hành. Đêm hôm ấy trời tối như hũ nút, không có ánh trăng soi chiếu như mọi hôm ông cho xe chở lúa và hàng hóa chạy qua truông trong xe ông bố trí một người lính ngồi trong thùng xe rải lúa ra dọc đường nhờ có dấu lúa rải này mà quan nội táng tìm được sào huyệt của bọn cướp quan quân triều đình tràn vào bắt gọn bọn cướp tháo chạy nhưng đa phần bị quân triều đình bắt giữ giải về kinh chịu tội bằng cướp tan rã kế họa truông nhà hồ cũng chẳng còn từ đó dân chúng qua lại truông được yên bình đám cướp tan rã chỉ còn hơn chục người trong băng cướp chạy thoát thân. Đa phần chúng không phải là kẻ đầu sỏ mà chỉ là những tên sai vặt trong băng đảng. Đám người ấy có già, có trẻ, có trai, có gái. Họ chạy thoát nhờ chui vào giếng, trốn vào bụi cây âm um tầm nhằm trốn khỏi sự truy bắt của quân triều đình. Sào huyệt để ẩn nấu không còn. Mọi thứ vũ khí của cải cướp được đều bị thu giữ. Hơn 10 người còn sót lại quyết định di chuyển về phía Bắc, tức là Thăng Long Thành, Hà Nội ngày nay không ai biết vì sao mà tàn tích của băng cướp có thể vượt quãng đường dài đằng đẳng từ quảng trị đến tận thăng long chỉ biết rằng khi đám người đi đến kinh thành thì gần như kiệt sức dân trong thành thấy diện mạo của họ có phần kỳ lạ quần áo rách rưới cả người toát ra vẻ lạnh lẽo u ám như vừa từ dưới âm ti địa ngục chui lên bèn ra sức xua đuổi sống giữa chốn phố thị không được họ đành di chuyển về một vùng đất hoang vu quanh năm mây mù giang phủ cách thăng long gần trăm dặm sẵn núi nơi họ dừng chân gần như chẳng có bóng người quanh năm thời tiết lạnh lẽo sương mù giăng khắp nơi thú dữ thường xuyên qua lại đám cướp quyết định dừng lại nơi đây làm nơi an cư lạc nghiệp họ dựng nhà dựng cửa dùng dao phạt bớt cây cối âm tầm lại đào một cái hố để hứng nước mưa để tìm kế sống qua ngày họ thành lập một ngôi làng nho nhỏ dù chỉ vỏn vẹn hơn chục nhân khẩu sống quay quần với nhau để xa lánh người đời. Bất cứ ngôi làng nào ở nước Việt cũng đều có tên. Thế nhưng ngôi làng nhỏ điều hiu nằm sâu trong rừng thì đến cái cổng làng cũng chẳng có, huống chi là đặt một cái tên đúng nghĩa. Để đến được ngôi làng này, người ta phải đi năm vạn bước chân và trèo 50 dốc núi. Con đường mòn từ cửa rừng đi đến gần ngôi làng dài khoảng 5 km. Càng vào sâu, lối đi càng hẹp. Đi sâu vào rừng là đường lên núi, dốc núi dựng đứng cứ khoảng vài trăm mét là đến một con dốc ven đường đầy rẫy những cái cây cao vút thân cây to đến nỗi người lớn ôm không xuể ai vô tình lạc vào đây mà không đánh dấu trên những thân cây thì cầm chắc bị lạc rồi sẽ chết vì đói khát thú rừng sơi tái hoặc nguy hiểm hơn là chết bất đắc kỳ tử bởi những phong hồn u linh nơi rừng thiên nước độc nơi đó tưởng chừng như chẳng có ai có thể sống được ấy vậy mà hơn chục người của băng cướp vẫn sống họ sinh con đẻ cái dần dần thành một ngôi làng nhỏ sâu bên vực núi thăm thẳm mãi sau này người ta mới phát hiện ra ngôi làng lẩn khuất nơi núi rừng âm u bèn gọi nơi đây bằng một cái tên kỳ dị làng địa ngục làng địa ngục hiện lên bồng bềnh trong sương mù che phủ tự hồ như một ngôi làng bị bỏ hoang từ lâu lắm dân làng sống trên núi ấy thế mà phong tục của làng lại tuân theo bản sắc của làng quê phong kiến Bắc Bộ. Người ta cũng đón Tết cổ truyền vào ngày đầu năm, cũng dựng cây nêu vào ngày Tết, cũng ngồi quay quần bên nồi bánh chân và nhâm nhi chén rượu nồng. Có người giải thích rằng, băng cướp khi xưa vốn có gốc gác từ làng An Biên, Hải Phòng ngày nay, cho nên những người còn sót lại sinh hoạt theo dân xứ Bắc cũng không có gì lạ. Cái Tết đối với người dân nước Việt từ cổ chí kim đã quan trọng Thế nhưng với người làng địa ngục lại càng ý nghĩa hơn bội phần. Bởi lẽ, dịp giáp Tết là thời điểm người trong làng ngồi quay quần với nhau, được tận hưởng bầu không khí hân hoan trong tiết trời lạnh lẽo. Chuỗi ngày quỷ dị kinh hoàng ở làng địa ngục cũng bắt đầu vào một ngày giáp Tết lạnh đến cắt da, cắt thịt như thế. Hồi 1. Táo quân báo mộng Tết năm ấy dường như đến sớm, Mới đầu tháng chạp mà mấy cây hoa đào trước làng đã bắt đầu nở sổ. Ngôi làng kỳ thực không lớn lắm. Từ con đường nhỏ đi vào là có thể nhìn thẳng đến cuối làng, nơi có những mái nhà tranh siêu vẹo, làng khói nhà ai nấu nướng bốc lên nghi ngút. Người dân trong làng vốn sống biệt lập với bên ngoài. Mọi thứ đều do dân tự cung tự cấp. Đàn ông trong làng ngày ngày vào rừng đặt bẫy thú. Đàn bà dệt vải, trồng trọt cây trái quanh nhà. Sương mù quanh năm giăng lối, khí trời lạnh lẽo lại vô tình biến nơi đây thuận lợi hơn trong việc trồng trái cây, sầu cũ. Đáng lẽ ra cuộc sống của người làng địa ngục cứ trôi qua trong yên bình như thế, nếu không có vụ án bí hiểm năm ấy. Ông Thập làm trưởng làng tính ra cũng ngót nghét chục năm ròng. Triều đình vốn không biết đến sự tồn tại của làng địa ngục, thế nên bộ máy chính quyền quản lý của làng không phải là lý trưởng, cai lệ, hương tuần. Người có uy quyền lớn nhất đó chính là trưởng làng. Nói cụ thể hơn thì là ông Thập. Sở dĩ ông có được cái chức trưởng làng là bởi ông là người duy nhất có thể mang hàng hóa của dân trong làng băng rừng trèo đèo lội suối đi xuống dưới xuôi để bán. Đổi lại, ông cũng mua thuốc men, gạo muối đem về cho dân. Việc ấy tưởng chừng như đơn giản, ấy thế mà nhiều người trong làng lại chẳng thấy ai thành công trót lọt. Người thì bị lạc đường, người thì bị rơi xuống hố mất hết hàng hóa, thậm chí có người bị rắn độc cắn chết ở dọc đường chỉ duy nhất có ông thập làm giao thương trót lọt thời trước thì có cha ông và ông bà nội ông có thể vượt dốc băng rừng ấy thế nhưng việc trao đổi hàng hóa diễn ra cũng hết sức ít ỏi một tháng chỉ có vài ngày họp chợ xem ra thì cũng giống như chợ phiên của đồng bào miền ngược chỉ có điều phiên chợ mà làng địa ngục cử người tham gia lại toàn người kinh mà thôi phải đến thời ông thập thì việc giao thương mới trở nên đều đặn hơn ấy là vì ông thập có sức vóc lại thông thạo nhiều loại tiếng địa phương ông còn được bà nội dạy cho ít tiếng tàu cho nên buôn bán trót lọt tiền bạc cũng nhiều hơn hẳn bản thân ông thập cũng là người thật thà uy tín nếu có thể giúp được ai cái gì ông đều chẳng nề hà thành ra dân trong làng ai nấy đều quý mến ông họ đồng lòng tôn ông là trưởng làng mọi việc trong làng từ ma chay cưới hỏi đều do ông làm chủ ông thập có một người vợ tên là bà liêm nhưng chẳng ai gọi tên thật của bà cả người ta quen gọi tên vợ theo tên chồng thêm chữ thị đằng trước tức là thị thập hai ông bà ăn ở với nhau hơn chục năm cả hai quen biết nhau từ nhỏ cũng được gọi là bạn thanh mai trúc mã gia đình ông thập tuy không bề thế như lý trưởng cường hào ở dưới xuôi nhưng cũng gọi là có của ăn của để chỉ duy có một điều khiến ông thập băn khoăn đó là ông bà vẫn chưa có người nối giỏi ông lo lắng lắm dù gì thì ông cũng ngót nghét 40 tuổi rồi Vợ ông cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa Chính vì thế mà lần nào mang hàng xuống dưới xuôi Ông cũng đều đi xem bói Thăng Long có thầy bói nào nổi tiếng Ông cũng tìm đến cho bằng được Người thì kêu ông phải làm lễ thật to Để thầy giải hạn Kẻ khác lại bảo ông phải mang thật nhiều tiền Đi công đức cho thầy mới mong có muộn con Nếu mà là con trai thì càng tốt Ai nói gì Ông thập đều làm theo Thế nhưng chẳng có tiến triển gì Vợ chồng ông Thập lấy làm rầu rĩ lắm Tháng chạp năm ấy lạnh cắt da cắt thịt Mới đầu tháng ông Thập đã gánh hàng xuống dưới xuôi để đem bán Gần Tết rồi, thứ gì cũng đắt đỏ cả Ông không mang theo rau củ nông sản như mọi lần nữa Mà lần này trong cái bao của ông toàn vải là vải Ông Thập bày vải lên trên cái sạp nho nhỏ Đang bằng mấy đọt tre còi cọc rồi ngồi ở đầu chợ Chẳng mấy chốc đã hết veo Ông đường chuẩn bị đi về thì chợt thấy có một ông già bẩn thỉu lết lại gần ăn xin. Nhìn ông già ăn mày thật tội nghiệp, hai tay và gương mặt lỡ lét bốc mùi hôi thối, đôi chân cụt đến đầu gối. Ông già lết lại đến gần ông thập vừa thều thào vừa khóc. Còn lại ông, ông làm ơn làm phúc bố thí cho con. Bốn ngày nay con chưa có gì vào bụng cả, con đói lắm ông ơi. Ông thập động lòng thương, ông cúi xuống gần cụ già hỏi thăm. Cụ gọi tôi là ông như thế tôi tổn thọ mất. Trời rét thế này mà cụ vẫn đi ăn xin sao? Đói thì đầu gối phải bò thôi ông ơi. Còn đi đến đầu người ta cũng xua đuổi. Ông già vừa nói, vừa kèm theo một tràng ho rủ rượi. Ông thập thở dài. Ông lôi từ trong túi áo ra một ít tiền, lại lấy từ trong gùi ra cái bánh chưng đã lạnh ngắt. Ông dúi tất cả vào tay của ông cụ rồi nói. Tôi chỉ có từng này cụ cầm lấy chắc cũng được vài bữa còn cái bánh chân thì xin biếu cụ xơi cụ ăn đi ông cụ già rung rung cúi đầu cảm tạ ông thập dường như ông cụ còn muốn nói thêm điều gì nữa thế nhưng không thể cưỡng lại được sức hút của hai cái bánh trên tay ông cụ bóc vội vàng lớp lá bọc bên ngoài rồi ăn nấy ăn để ông thập lắc đầu ông vác cái gùi lên lưng rồi rảo bước về làng đi được mấy bước chân Ông thập bức giác quay lại nhìn ông lão ăn mày nọ Ông cụ ăn mày ngẩng đầu nhìn ông thập Đôi mắt đục ngầu của ông cụ vằn lên những tia máu Trông giống như mắt của loài thú dữ Làn da xám quét của ông đầy những vết đồi mồi Cả người lão tác ra một mùi tanh khó tả Ngửi thoáng qua thì giống mùi tanh của cá Ngửi kỹ hơn thì đúng là mùi máu tanh nồng nặc. Trong một thoáng chốc Ông thập thấy ông lão ăn mày giống như một con quỷ Thế nhưng ông tặc lưỡi, cho rằng mình nghĩ như thế là có tội với người ta. Ông khoát tay chào ông cụ rồi bước đi. Trời sẩm tối thì ông thập cũng về gần đến làng. Nhiều khi chính bản thân ông cũng không hiểu, vì sao tổ tiên của dân làng cũng chính là tàn dư của băng cướp nam nào lại chọn vùng núi hoang vu hẻo lánh để tà ma này để làm chỗ dừng chân. Người dân xung quanh vùng ai cũng biết đến rằng núi heo hút quanh năm sương phủ trắng như một lớp màng bằng bạc bao bọc. Mỗi khi trời tối, từng bầy đom đóm bay quanh làng càng khiến cho khung cảnh thêm phần rùng rợn. Đối với đám văn nhân nhã sĩ suốt ngày ngâm vịnh thơ về, bầy đom đóm tựa như những ngôi sao trên mặt đất. Thế nhưng người làng địa ngục tin rằng, mỗi một con đom đóm đều chở trên lưng chúng những vong hồn chưa siêu thoát. Đom đóm càng nhiều, chứng tỏ càng có nhiều vong hồn lãng vãng quanh đây. Người ta biết rõ tổ tiên của làng đã từng là một băng cướp khét tiếng, giết chóc vô số người vô tội, nhất là vụ thảm án giết chết hơn trăm mạng người của gia đình tơ lụa năm nào. Ai mà biết được rằng liệu những phong hồn chết oan uổng của gia đình buôn tơ lụa ấy đã siêu thoát chưa? Hay là vẫn còn lẫn khuất ở đâu đó chờ đợi thời cơ giết hết con cháu của băng cướp năm nào để trả món nợ máu? Người làng địa ngục lớn lên với nỗi sợ lơ lửng trên đầu. Dù chẳng ai nói ra, nhưng cả làng đều cho rằng hàng trăm con đom đóm bay qua bay lại trong làng. Bậu trên những bể cửa siêu vẹo, phát sáng lập lệ trong đêm tối chính là hàng trăm vong hồn đang chầu trực lấy mạng người làng địa ngục. Thói đời thật lạ, thứ gì không giải thích được thì người ta trốn tránh. Trời vừa chập tối là người làng đóng chặt cửa, chỉ dám ở trong nhà, thậm chí không dám ló mặt trông ra ngoài cửa sổ bởi họ sợ một con đom đóm nào sẽ đến và câu mất hồn vía của họ đi. Thật hư thế nào thì chẳng ai rõ. Chỉ nhớ rằng ngay từ bé, ông Thập đã được bà nội ông dặn đi dặn lại. Không được ra khỏi nhà vào nửa đêm, cũng không được để cho đom đóm đậu lên người. Coi chừng, coi chừng bị câu hồn đi mất. Nhắc đến bà nội ông Thập là nhắc đến một con người kỳ dị Cụ bà vốn là con của cặp vợ chồng nấu bếp trong băng cướp. Nói đúng hơn thì cha làm đầu bếp, mẹ làm thầy cúng. Người ta vẫn nói, phạm những kẻ càng làm việc ác lại càng mê tín. Bọn cướp giết chóc nhiều nên chúng có sẵn một bà đồng chuyên lo chuyện cúng dỗ và nhất là trấn yểm cho những oan hồn đã bị chúng đoạt mạng. Người đó chính là mẹ của cụ bà. Ngày quan quân triều đình nhà nguyện quét sạch băng cướp trừ họa cho dân cha mẹ cụ chỉ kịp cầm một con dao chọc tiết lợn phòng thân dẫn đứa con gái trốn dưới cái giếng cạn. Sau đó phủ râm rạ dạ lên trên. Quen quân lục soát thấy không còn ai liền lục tục kéo nhau rời đi. Sau này gia đình họ tụ hợp cùng với gần chục người khác rồi mới tính đến chuyện di tản. Những ngày rời trung nhà hồ phiêu bạc lại kinh thành, không ai rõ đám người ấy đã trải qua những gì. Chỉ biết cả đoàn khi về đến Thăng Long thì tóc ai nấy đều bạc trắng. Người già lo lắng nhiều lại thêm lao lực bị bạc tóc đã đành. Thế nhưng ngay cả người trẻ tuổi và mấy đứa nhỏ cũng bị bạc trắng tóc thì quả thật là một chuyện lạ đời. Chẳng trách vì sao dân trong kinh thành lại xem họ như quỷ vừa mới chui từ dưới địa ngục lên dương gian. Bà nội của ông Thập khi lớn lên trở thành thiếu nữ, lấy chồng sinh con, rồi đến khi về già mái tóc cũng bạc trắng như vậy. Năm ông Thập 10 tuổi thì của bà mất sau một trận ốm đột ngột, Ngày hôm ấy cũng là lần đầu tiên ông Thập Băng rừng vượt dốc xuống ngôi làng dưới chân núi chơi. Cả ngày ông lang thang ở khu chợ, ngắm đủ thứ đồ chơi quà bánh đầy màu sắc, lại bị cuốn vào xem trận chọi gà. Khi ông thập giật mình nhớ ra phải về làng thì trời đã về chiều, mặt trời dần xuống núi. Trời tối khu rừng càng trở nên đáng sợ. Ông thập rùng mình trước viễn cảnh phải băng rừng một mình trong đêm hôm. Thế nhưng với một đứa trẻ vừa tròn 10 tuổi thì nỗi sợ ấy chẳng là gì so với trận đòn roi của cha mẹ. Ông ba chân bốn cẳng chạy về ngọn núi nhằm thẳng hướng con dốc ngoằn ngoèo. Trời mùa đông nên tối rất nhanh. Ánh sáng lòe loét của ánh nắng mặt trời không soi rọi được qua từng tầng lớp lớp phiến lá âm u trong rừng. Ông thập cầm chặt chiếc đèn lồng nhỏ xíu trong tay, bước thấp bước cao đi trên con đường nhỏ trơn trượt. Màn đêm buông xuống, tiếng chim lợn vang vọng khắp rừng kèm theo đó là tiếng lá cây xào xạc càng khiến cho khung cảnh trở nên rùng rợn ông bước từng bước nhỏ ngọn lửa trong chiếc đèn lồng chẳng thể nào soi rọi được đường dưới chân nhưng ít nhất thứ ánh sáng loe loét đó cũng làm ông vững dạ thêm mấy phần đi được nửa đường ông thập nhìn thấy lác đác trong khoảng tối trước mặt có ánh sáng lập lòe của mấy con đom đóm ông mừng lắm bụng bảo dạ thế là sắp tới nhà mình rồi Ông rảo bước nhanh hơn, bất chấp cái lạnh, cái đói và khung cảnh rợn ngợp của khu rừng như muốn nuốt chửng lấy mình. Đúng lúc ấy, một cơn gió đem theo hơi nước lạnh buốt từ đầu thổi tới làm ngọn lửa trong lòng đèn tắt ngóm. Xung quanh tối đen như mực, bầy đám đám bay qua bay lại càng lúc càng nhiều hơn. Ông thập run run sợ hãi, sóng sáng đi chậm chậm về phía trước. Tiếng chim lợn kêu dồn dập, tiếng gió thổi phù vù, vù nghe như tiếng rít của con quái vật nào đó từ xa vọng lại bỗng dưng ông thập nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình thập thập ơi ông quay ngoắt lại phía sau thế nhưng không có ai ở đó nghĩ là mình nghe lầm ông thập lại bước tiếp tim đập thình thịch mồ hôi túi ra như tắm ướt đẫm vạt áo phía sau lưng vừa đi được vài bước tiếng gọi lại vang lên thập ơi điều quái dị là lần này tiếng gọi không phải giọng của một người đàn ông trầm trầm mà là giọng của một đứa con nít nào đó vừa gọi dứt lời đứa nhỏ cười khành khạch ông thập hoảng lắm ông lấy hết can đảm bước thật nhanh về phía trước trong đầu khấn vái trời phật cứ đi được vài bước chân tiếng gọi tên ông lại liên hồi vang lên lúc thì là tiếng của một bà cụ già có lúc lại là tiếng của một người phụ nữ rồi nhiều khi tất cả tiếng gọi vang lên cùng một lúc hòa lẫn với điệu cười khành khạch vang vọng giữa rừng đêm điều dị thường nhất là dù giọng nói của đàn ông hay đàn bà thì đều văng vẳng như từ cõi âm ti vọng về ông thập thở dồn dập chân bước đi như chạy trời tối đường lại trơn chỉ cần sơ sẩy một chút là ông ngã xuống vách núi bất cứ lúc nào ông một tay cầm chặt cái lồng đèn dù nó đã tắt ngóm tay còn lại đặt trước ngực như thể tăng thêm phần can đảm cho chính mình giữa núi rừng hoang vắng một đứa nhỏ 10 tuổi mò mẫm đi trong đêm tối mịt mùng, xung quanh đầy rẫy những u hồn vất vưởng mà mắt thường chẳng thể nào nhìn thấy. Trời đổ mưa lâm thâm, những hạt mưa xuân như bụi bay tràn ngập cả không gian. Dù đã được tán cây rừng che phủ ít nhiều, nhưng mưa cứ thế bay lất phất. Cái lạnh, cái đói và nhất là cảm giác sợ thót tim khiến cho ông thập ngã gục xuống phía trước. Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má. Đúng lúc ấy, Ông nghe thấy một giọng nói quen thuộc Thập ơi Có phải thập đấy không Ông giật mình ngước lên Ngay lập tức ông nhận ra Đó là giọng nói của bà nội Ông ráng sức hét lớn Bà, bà ơi, con ở đây Bà nội ông lại gần Tay cầm một cái đèn lồng màu trắng toát Bay bay trong làng mưa bụi Cụ bà cúi xuống đỡ lấy ông Rồi chẹp miệng Trời ơi, cháu tôi bà đã dặn mày không được đi ra ngoài trời tối cơ mà ông thập không trả lời giây phút bà nội vừa chạm vào người ông thấy lạnh buốt tại sao tay bà nội lại lạnh ngắt thế nhỉ ông thầm nghĩ thế nhưng suy nghĩ đó thoáng nhanh qua đầu ông có bà nội ở đây rồi ông chẳng còn sợ hãi nữa bà nội kéo ông đi phong phong trên con đường nhỏ vừa đi bà vừa lẩm bẩm phải về nhanh phải về nhanh nếu không là không còn kịp nữa Ông Thập ngây thơ hỏi Không còn kịp cái gì nữa hả bà Hình như sắp về đến nơi làng rồi mà Cụ bà nói nhỏ Giọng thều thào như hụt hơi Còn xa lắm Phải về kịp Phải về kịp Ông Thập nghe bà nói Nhưng rõ ràng không hiểu gì Ông đành im lặng Tay bám chặt lấy khủy tay gầy nhẵn của bà cụ Vừa bước đi thật nhanh Bà cụ đi nhanh đến nỗi một thằng bé 10 tuổi như ông Thập lúc ấy cũng phải nhanh chân mới đuổi kịp. Vừa chạy theo cụ bà, trong lòng ông Thập càng cảm thấy kỳ lạ, bởi lẽ ngày thường cụ bà vốn bị bệnh xương khớp rất nặng, chẳng thể nào đi nhanh được. Vậy mà đêm nay, cụ bà như lướt bay trên mặt đất. Mãi suy nghĩ, hai bà cháu đã về đến trước cổng làng lúc nào không hay. Từ đằng xa, ông Thập đã nhìn thấy những ô cửa sổ sáng đèn, chứng tỏ người làng vẫn chưa đi ngủ càng lạ hơn nữa khi ông thấy bầy đom đóm đêm nay bay qua bay lại ở làng đặc biệt nhiều. Chẳng lẽ có chuyện gì đó bất thường xảy ra? Ông thập buông bàn tay đang níu vạt áo bà nội, chạy oa vào để tìm mẹ. Ông chạy vượt qua hàng rào nơi có cây hoa đào đang nhú mầm non giữa đêm cuối đông đầu xuân rét mướt. Vừa chạy, ông vừa la lớn. Mẹ! Mẹ ơi! Trong gian nhà, ông thập khi ấy đương sáng đèn. Cha mẹ ông ngồi phủ phục trước giường của bà nội, tấm màn bằng vải mỏng dăng kính Khói hương bay nghi ngút Cả hai người mắt đỏ hoe Vừa thấy con Mẹ ông vội ôm chầm lấy con Nói với giọng hốt hoảng Thập, mày đi đâu mà u tìm mãi không được u cứ sợ là Ông thập quên cả đói cả lạnh Ông ngây thơ đáp Con đi chơi May mà bà nội tìm thấy con Bà đưa con về đây đấy Lúc bấy giờ Cha mẹ ông sững người Cả hai người nhìn nhau với vẻ hoang mang đến cực độ Cha ông rung rung lên tiếng Mày, mày, mày nói gì vậy hả con Ai, ai đưa mày về Bà nội đưa con về thật mà thầy Con đang đi giữa đường thì gặp bà nội cầm lồng đèn đưa con về Bà đi đằng sau ấy Vừa nói, ông thập vừa ngoái ra đằng sau để chỉ cho cha mẹ mình thấy Thế nhưng, cánh cửa trước sân vẫn mở hé hé như lúc ông chạy vào ngoại trừ cây đào cổ thụ trước sân thì chẳng có lấy một bóng người ông thập lấy làm ngạc nhiên quá vì rõ ràng vừa nãy chính ông còn đương bám tay bà nội mình cơ mà ông quay qua nói mẹ thầy u phải tin con rõ ràng con vừa đi với bà về mà cha ông thập khẽ đưa vạt áo chùi nước mắt ông nói nhỏ không phải thầy u không tin con mà là bà nội bà nội con mất rồi mất lúc giờ thân Ông thập bàn hoàng cả người Sống mũi ông bắt đầu cay cay Ông vùng khỏi vòng tay mẹ Chạy vào giường bà nội rồi vén tấm màn lên Bà nội ông nằm đó Im lìm Nét mặt thanh thản Hai tay của bà đang vào nhau Đặt ngang bụng như người đương nằm ngủ Đêm hôm ấy Cả làng địa ngục mất ngủ Vì tiếng một thằng nhóc 10 tuổi khóc Ban đầu nó gào khóc nức nở một lúc sau dường như mệt quá Nó khóc nỉ non, sụp sùi Nó kêu trả bà nội về cho nó Rồi nó ngồi phục xuống trước giường của bà nội nhìn đâm chiêu Thỉnh thoảng lại bu một tiếng thở dài Hệt như một ông cụ non Sau cái đêm định mệnh ấy Dường như ông thập trở thành một người khác hẳn Ông chẳng còn thích thú chơi với đám bạn bè đồng trang lứa nữa Mà ngày nào cũng đi bộ xuống dưới chân núi Rồi lại quay ngược trở về mùa hạ cũng như mùa đông, trời nắng cũng như trời mưa. Ông thập băng rừng, vượt suối, cha mẹ cản thế nào cũng không được. Người làng bảo ông bị điên, muốn đi lại cung đường hiểm trở ấy để tìm gặp lại vong hồn bà nội đã khuất. Cũng có người bảo ông thập hối hận vì đã mãi chơi, lạc đường để rồi không thể nào gặp bà lần cuối. Lý do cuối cùng là gì thì không ai rõ. Chỉ biết rằng số lần xuống núi của cả làng cộng lại cũng chẳng bằng ông thập. Hơn một năm sau ngày mất của bà, thì ông Thập là người duy nhất trong làng biết tổng cộng xấu lối đi khác nhau để vượt dốc, băng rừng tiến vào làng địa ngục. Mãi sau này, ông mới được một bà thầy bói lừng danh ở đất Thăng Long nói cho hay. Cái đêm hôm ấy, bà nội ông cứ lẩm bẩm phải về kịp giờ. Ấy là cụ bà sợ lỡ mất, con đò chở vong. Cho đến tận bây giờ, người việt và người hoa vẫn tồn tại quan niệm rằng người chết nếu không muốn làm ma đói ma chết dọc đường thì phải lên kịp chuyến đò chở vong hồn về âm ty địa ngục vốn là người sống trên núi quanh năm chỉ đọc đi đọc lại những cuốn sách hiếm hoi do bực cha ông trong làng truyền lại cho nên ông thập dường như chẳng hiểu biết gì về những phong tục lạ đời ấy cũng có thể ngày ấy ông còn nhỏ dại quá bà nội và cha mẹ ông cũng không tiện nói ngẫm ra cũng đúng ai lại mang chuyện khô hồn bóng quế đi kể với trẻ con bao giờ câu chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi ấy vậy mà nhiều khi nghĩ lại cứ ngỡ như vừa mới hôm qua ông thập khẽ xốc lại cái gùi mây trên vai đoạn lấy mù bàn tay dụ dụi vào đôi mắt hôm nay trời cũng nhiều sương mù hệt như cái đêm bà nội ông mất cũng là đêm mà lần đầu tiên ông cảm nhận rõ ràng những người đã chết hay nói đúng hơn là những vong hồn mà đâu chỉ là vong của bà nội ông. Còn có những vong hồn của những người không kịp lên chuyến đò nên đành vạn vất nơi rừng thiên nước độc. Những giọng nói gọi tên ông năm nào chẳng phải là của những vong hồn không nơi nương tựa đó hay sao? Khi ông thập về đến làng thì mặt trời đã nhá nhem tối. Bầy đâm đóm có vài con lác đác bay lượn lờ quanh mấy bụi cây. Nhà ông nằm giữa làng, chẳng có cửa liêm cũng không có sập gụ, Thế nhưng trước cửa nhà lại có hai cây đào cổ thụ cao vút. Cứ mỗi độ xuân về, hai cây đào lại bung nở những đóa hoa màu hồng phân phớt. Nhiều gia đình trong làng cũng trồng đào trước cổng. Nhưng to nhất, đẹp nhất thì vẫn phải kể đến hai cây đào trước cửa nhà ông Thập. Nhiều người làng vẫn bảo nhau rằng nếu không có hoa đào trước sân thì ngôi làng này chẳng giống nơi có người sống. Mà giống y như cái tên gọi của làng vậy. Sau bữa cơm, ông Thập đi nằm, Thường ngày, ông sẽ đi ngủ ngay, vì quãng đường dài đằng đẵng khiến ông đã thấm mệt. Thế nhưng đêm nay, không hiểu sao nằm trên giường mà ông thao thức trằn trọc, đôi mắt đỏ ngầu, làn da nhợt nhạt như người chết của ông già ăn mày, khiến ông ám ảnh. Từ hồi nào đến giờ, ông vẫn tự hào là bản thân sở hữu thần kinh thép. Thế mà sau hôm nay, ông lại có một nỗi lo lắng bồn chồn bất an đến thế. Canh tí vừa điểm thì cũng là lúc ông thiếp đi. Trong giấc mơ, ông thấy mình cầm củi nấu một ấm nước trong gian bếp phía sau nhà. Ông đương cúi xuống để thổi vào đống tro tàn chờ ngọn lửa bùng lên, thì bất chợt ông nhìn thấy một đôi hài theo hoa màu đỏ rất lộng lẫy. Ông chưa kịp định thần thì nghe có tiếng văng vẳng bên tai. Thương cho nhà ông hiền lành, ta báo cho biết làng này sắp gặp họa. Ông giật mình nhìn lên thì chẳng thấy gì cả, chỉ thấy màn sương mù bay lãng đảng. Ông lại cúi xuống nhìn dưới chân thì chỉ kịp thấy một cái đuôi rắn màu đỏ chóe trường ra hướng vườn sau rồi biến mất. Sáng sớm hôm sau, ông Thập đứng trước cửa vương vai, hít hà bầu không khí lạnh lạnh rồi vào trong nhà uống ngụm nước trà nóng. Thị Thập, vợ ông vừa bưng nồi ngô luộc vào nhà, vừa chẹp miệng kể. Thầy nó ạ, à, sáng nay tôi vào bếp đun nước thì thấy có vết rắn bò đấy. Nó bò vào gần đống ngô tôi mới phơi lúc sáng. Ông thập đang uống nước trà Bỗng giật nảy mình Ông cả kinh rồi hỏi vợ Cái gì? Có rắn bò vào trong bếp à? Thì thầy ra bếp mà xem Vết nó bò vẫn còn đấy Thị thập chỉ tay về gian sau Đứng trong căn bếp nhỏ xíu lớp bằng mái rạ Ông thập thở hắt ra Ông chợt nghĩ đến giấc mơ đêm qua Tay ông lâm lâm cái gậy phòng khi có rắn thật Thế nhưng ngoài vết rắn trường ra sau nhà Thì chẳng có thứ gì đặc biệt hết Quái lạ Sao lại trùng hợp đến thế nhỉ Ông thầm nghĩ trong bụng Rồi tặc lưỡi lắc đầu Cho rằng chỉ là do mình quá mệt mỏi Sinh ra mộng mị mà thôi Đêm hôm ấy Ông có một giấc mơ y hệt đêm qua Lại là đôi hài gấm theo hoa màu đỏ Và cái đuôi rắn đỏ quạch như đêm trước Điều khác biệt là lần này Ông lại thấy thêm một đôi hài màu xanh Và giọng nói trầm trầm Của một người đàn ông Làng này sắp gặp họa nhà người sắp gặp họa nhanh còn kịp lời người đàn ông vừa dứt ông thập giật mình tỉnh dậy ngoài trời vẫn tối om tiếng lan keng của thằng bách mỏ làng vọng lại từ xa xa đầu đó có tiếng chó sủa ma vang lên mọi chuyện cứ như chẳng có gì đêm hôm sau ông thập lên giường ngủ sớm ông hy vọng không gặp những giấc mơ lạ lùng như trước nữa tiếng mưa rơi lợp bợp Tiếng con chim cú mèo rút lên ở đâu đó tạo nên khung cảnh quen thuộc nơi núi rừng. Nằm chợp mắt được một lúc thì ông thập giật mình tỉnh giấc. Thấy vợ vẫn ngủ ngon, hơi thở đều đều. Ông thở dài rồi bước xuống giường đi đun nước pha trà. Cơn mưa cuối đông đầu xuân tí tách rơi. Trời tối đen như mực. Chả trách dân gian gọi tháng chạp là tháng củ mực. Ông thập trong cây đèn cày tỏa ánh sáng lê lét rồi chậm chậm đi ra phía sau nhà bếp gian bếp bé đến nỗi một ánh sáng toát ra cây đèn trên tay ông cũng có thể soi tỏ vừa đưa mắt nhìn sang đống hạt ngô ông thập chật sững sờ hồn vía như bay lên mây tim ông đánh thót một cái ấy là vì trên đống hạt ngô đã phơi khô có một con rắn lớn màu vàng đương nằm chậm trệ làn da vàng nhạt lấp lánh của nó nổi bật trên đống hạt ngô màu cam khô quắc khô queo điều kỳ quái ở chỗ con trắng vàng không ngủ mà mắt mở to thao láo nhìn ra bậc cửa bếp, nơi ông thập đang đứng như trời trồng. Ánh mắt nó nhìn ông như thể nó đã đợi ông đến từ lâu. Vốn là người lớn lên ở vùng rừng núi hoang vu, ông thập đâu ngại gì mấy con rắn, con rết. Vậy mà chẳng hiểu sao lần này nhìn thấy con rắn vàng ươm, ông lại đờ người ra sợ hãi. Con rắn vàng thề cái lưỡi liên hồi nó ngút ngoắc cái đầu như muốn chỉ về hướng gian nhà trên, nơi vợ chồng ông đang sống ở đó. Ông nhìn theo hướng con rắn chỉ, trong lòng mơ hồ không hiểu gì cả. Con rắn trườn qua chân ông, mình mẩy nó ướt át, những cái vảy lấp lánh trên thân khẽ cọ vào đôi bàn chân trần của ông Thập. Vừa bò ra khỏi bếp, con rắn quay đầu lại nói với ông Thập bằng giọng trầm trầm của một người đàn ông đã luống tuổi. Làng địa ngục sẽ có người chết Vừa dứt lời Con rắn vàng ươm trường thẳng ra sân vườn phía sau Rồi biến mất Ông thập cả kinh Đời ông chưa bao giờ gặp con vật nào biết nói Mà lại nói toàn những chuyện lạ lùng như vậy Ông hoảng quá Vội chạy theo con rắn Loạn trạng thế nào mà ông vấp phải mua đất lớn trong vườn Ông thập hét lên Ôi trời ơi Ông choàng mở mắt Ông vẫn nằm trên giường mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo lấm tấm cả trên trán vợ ông giật mình ngồi dậy hỏi cái cái gì vậy làm sao mà ông hét lên giữa đêm hôm khuya khoác thế thì ra chỉ là một giấc mơ ông thập đưa đôi bàn tay chai sần khẽ lâu vầng trán ướt mồ hôi rồi khẽ nói với bà vợ không không có gì đâu ngủ tiếp đi thị thập nhìn ông rồi lại trở mình ngủ tiếp ông thập nằm im lặng dán mắt lên trần nhà suy nghĩ. Ba đêm liên tiếp ông đều mơ thấy ba con rắn khác nhau. Lần đầu thì là con rắn màu đỏ khé. Đêm thứ hai là con rắn màu xanh lục. Còn đêm nay là con rắn màu vàng. Ông ngẫm nghĩ không hiểu sao lần nào cũng thấy chúng trong bếp. Tại sao luôn luôn là nhà bếp mà không phải nơi nào khác? Ông thở dài rồi khẽ với tay gãi gãi cái cổ chân. Vừa sờ vào bàn chân, ông giật thoát mình vì tay ông chạm phải cái gì ương ước. Dưới ánh trăng lờ mờ đầu tháng, ông nhìn thấy trên mu bàn chân mình lấm tấm vài cái vảy rắn. Đúng chỗ con rắn vàng bò qua. Lẽ nào giấc mơ là thật? Hay là ông mộng du mà không hề biết? Một cơn gió lạnh buốt thổi ù vào khung cửa sổ. Ông thập rung rung nằm xuống giường thao thức. Sống gần nửa đời người, Ông thập chẳng lạ gì những câu chuyện dân gian về sự linh thiêng của loài rắn. Nhiều người vẫn thường xuyên truyền tai nhau nghe về hiện tượng rắn quấn bát hương trên bàn thờ báo hiệu tai ương sắp giáng xuống. Nói đầu xa, chính cái làng địa ngục này cũng từng có câu chuyện như vậy. Năm ấy mấy vùng quê dưới chân núi bị lũ lụt, lương thực hết sạch. Làng địa ngục nằm trên lưng chân núi lại vô tình sở hữu một địa thế thuận lợi không những tránh được lũ lụt mà còn thu được nhiều cá tôm từ con suối vắt ngang qua làng. Trong làng khi ấy có nhà thằng Đậu chuyên nghề dệt vải. Thằng Đậu sống với mẹ già, hai mẹ con cất tạm cái nhà cuối làng. Thằng Đậu khỏe mạnh, khéo tay có tiếng. Nó chọn những cây gỗ khẳng khiêu đem đóng thành cửi cho mẹ nó dệt vải. Lần ấy vào rừng, thằng Đậu vô tình thấy một cái hang rắn. Nó cúi xuống xem thì thấy rắn mẹ đang nằm ấp mấy quả trứng sẵn tính gan dạ nó lấy cây gậy chọc vào hang rắn trứng rắn vỡ gần hết con rắn mẹ thủ thế bên trong khẽ cái răng sắc lẻm đe dọa thằng đậu lấy một đống vỏ cây lá cây khô đem đốt rồi xông vào hang rắn giống như người ta hung chuột khói mù mịt con rắn chớp mắt liên hồi thằng đậu buộc con dao vào đầu cái cây rồi chọc vào bên trong ly lịa nhưng bắt rắn chẳng đời nào làm như thằng đậu vì con rắn sẽ bị nhiều vết thương nhưng thằng đậu không màng khi nó lôi được con rắn ra thì chỉ còn là cái xác tả tơi thằng đậu đem về nấu cháo nó có đem sang mời ông thập nhưng ông bà kiên quyết từ chối ông thập lắc đầu nói với thằng đậu rằng đừng làm gì thất đức thằng đậu cười hề hề rồi bưng bát cháo nóng hổi đi về nhà vừa về đến nhà nó thấy trên bàn thờ có một con rắn lớn màu đen quấn chặt vào bát hương thằng đậu đờ cả người vì sợ sệt nó chạy ra sân kiếm con dao cán dài ngờ đâu phía bên hông nhà nơi có cái khung cửi mẹ nó nằm chết gục ở đó miệng há hốc cứng đơ phần thịt bên gò má trái hoại tử làn da chuyển thành màu sạm đen đôi mắt bà cụ trợn tròn chỉ toàn lòng trắng thằng đậu gào lên một tiếng rồi cầm dao xông thẳng vào nhà con rắn không còn quấn trên bát hương nữa thằng đậu điên cuồng quay đầu tìm kiếm bỗng từ đâu trên mái nhà tranh con rắn liền người táp một cái vào cổ nó Thằng đậu kêu hự một tiếng rồi cầm tay quăng con trắng ra sân. Cơn đau nhói ở cổ khiến cho nó bụng rủng tay chân. Nó loạn trạng chạy ra ngoài tri hô. Bỏ lại nước, có rắn, rắn cắn chết người. Nghe tiếng động, dân làng chạy lại nhà thằng đậu thì chỉ thấy mẹ con nó nằm chết. Hai bác cháu thịt rắn còn vương vãi trong nhà, bốc khói nghi ngút. Căn nhà thằng đậu từ đó bỏ hoang dân làng địa ngục cùng nhau trông cất cho mẹ con nó coi như giữ trọn tình làng nghĩa xóm cần lũ qua đi người làng rủ nhau đi thăm mộ vừa ra đến nơi thì cả làng lặng người đi bởi cảnh tượng trước mắt xác thằng đậu bị moi lên trên thi thể đang phân hủy của nó có một cái xác rắn vừa lộ chuyện thằng đậu bị rắn trả thù làm cho dân làng địa ngục sợ hãi họ không dám bắt rắn cũng chẳng dám ăn thịt loài động vật này dù cho có thấy xác trắng chết giữa đường, ông thập thở dài, ông cứ suy nghĩ mãi về những giấc mơ kỳ lạ của ông. Linh tính cho ông biết, sắp có điều gì ghê gớm lắm xảy ra ở ngôi làng địa ngục. Và đó là hết tập đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay. À, trong tập này thì gồm cái phần ban đầu là phần giới thiệu sơ lược cho chúng ta biết về tại sao lại có một cái làng và cái làng đó lại tên là làng địa ngục dân trong làng đó thật sự mà nói là giống như lời kể của tác giả ban đầu á thì rõ ràng là toàn là những người dân cướp bóc chuyển từ nơi khác về đó và cho dù họ chuyển chỗ ở nhưng mà những cái tội trên người của họ không thể nào mà di xê dịch được <laughs> họ sinh con đẻ cái rồi đời đời con cháu ở đó cũng là những người con của những tên cướp ngày xưa đã làm việc rất là thức đức và người ta nói là gì đợi đời uh, để cha ăn mặn thì đời con khát nước Uh, con cháu của họ sẽ phải gánh cái nghiệp mà họ gây ra và còn về phần của họ nữa thì họ cũng sẽ gánh tiếp cái nghiệp cái nghiệp của họ đối với những người mà cướp bóc người khác giết người cướp của đó họ sẽ vẫn gánh tiếp cái nghiệp của họ khi mà họ mất đi hoặc là sau này họ đầu thai đi nhưng mà riêng về phần con cháu của họ lại phải chịu những cái nghiệp mà tổ tiên của mình gây ra nữa uh, trong đó có ông thập cái chuyện mà cướp bóc là chuyện của đời trước nhưng mà nó ảnh hưởng luôn tới hiện tại và những người dân trong làng. Bây giờ thì cái giống như là cái quả đó nó mới ập đến và nhờ ông thập sống có đức, sống lương thiện và biết giúp đỡ người khác như vậy cho nên ông mới được báo mộng, báo mộng rất là nhiều lần bóc kiểu như bắt đầu cái khúc báo mộng thì cũng thấy sợ đó các bạn bởi vì bóc rất là sợ rắn. Cái con gì mà nó không có chân hoặc là nó có rất là nhiều chân thì bắp đều rất là sợ các bạn. Ê, rắn nè, cuốn chiếu nè, trời sâu trời. Và đại khái là tưởng tượng ra cái cảnh con rắn là bắp muốn rùng mình rồi cái khúc mà con rắn nó bò xuống nó xuyên qua cái chân của ổng mà nó quẹt cái mình nó lạnh ngắt đi qua cái chân của ổng trời ơi nghĩ tới mà lạnh cả sống lưng mà cái lúc đó, mà bắp tưởng tượng nha bắp tưởng tượng trong đầu thôi là cái ông thần đó ông hiện lên và ông báo mộng cho ông thập đó báo mộng được đầu ông không hiểu chuyện gì xảy ra tức quá cái ông thần ông báo mộng thêm đợt nữa vẫn ông thập vẫn không hiểu ông thần ông tức nữa ông lại báo mộng thêm một lượng nữa mà lần này mà vẫn không hiểu nữa bắp nghĩa trách ông thần ông hiện lên trước mặt ông nói thẳng ra luôn chứ báo mộng như vậy làm sao mà người ta hiểu cho được người bình thường làm sao mà hiểu được những cái ẩn ý thâm sâu của những ông thần được cái chứ à, nhưng mà có vẻ như là đại họa đang ập đến làng địa ngục và giống như tựa đề đó là tết ở làng địa ngục là dịp để người ta xung vầy cùng với gia đình và ăn mừng, vui chơi thỏa thích để cầu mong một năm mới được an cư lạc nghiệp, được hạnh phúc, được dồi dào sức khỏe, được vạn sự như ý. Nhưng làng địa ngục này lại có một cái Tết mang đầy sự bí ẩn, mang đầy sự âm u và chết chóc. Và mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa? Thì các bạn hãy cùng với bắp đón xem tập tiếp theo của Tết ở làng địa ngục của tác giả Thảo Trang nha. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế.